Sau khi chúng ta móc xong 19 họa tiết hoa văn hoa cao, chân cao chân thấp á, thì bây giờ chúng ta cắt sợi. Nếu mà các bạn móc sai 37 á, thì các bạn móc 17 hoa văn chân cao chân thấp thôi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bây giờ chúng ta móc qua, các bạn lấy từ cái điểm này. Đây là móc cho mình 6 mũi. Đi cho mình một hàng mũi đơn. Ra đây thì bạn đi một hàng chân cao chân thấp. Từ đây các bạn đi cho mình 6 họa tiết chân cao chân thấp nữa. Sau khi chúng ta móc 2 cái hoa xong rồi, thì cái hoa này là mình móc cái đi với 6 họa tiết hoa văn chân cao chân thấp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu lên cái hoa của nó nha. Trước khi lên cái vai thì các bạn tạo cho mình 20 mũi bính. Ở đây thì mình móc sai 38 cho nên mình sẽ móc 24 mũi đơn, 24 mũi đơn vô trong cái vùng này. Còn nếu mà các bạn móc sai 37 thì các bạn móc cho mình 22 mũi đơn. Một mũi rồi. 2 Bây giờ các bạn đi móc cho mình 10 mũi bính.
bạn móc cho mình 11 bánh đối với size 37, còn 12 mẫu bánh đối với size 38. Rồi các bạn nối vào trong này, móc cho mình 6 mũi đơn hết chân vào trong cái vai này. Phần này nếu các bạn móc size 37 á, thì các bạn móc cho mình 20 mũi bính, còn size 38 thì móc 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Mình nói như phần này. Móc 6 mũi đơn nữa. Cho mình một hàng mũi đơn nha. Sau khi mình móc xong 4 cái hoa tiết, hoa văn chân cao chân thấp như thế này rồi, thì bây giờ mình sẽ khâu cái vai vào. Hoàn thành xong một cái dép. Như thế này chúng ta đã xong, chúng ta đã hoàn thành xong một đôi dép. Các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ cái clip giúp mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn thành công.